Ủa, cô Trúc. À, sao tự nhiên đang học trên Sài Gòn mà anh về đây chi vậy? À, tôi về quê nghỉ hè. Nghỉ hè thôi hả? Ừ. Không tính thêm gì nữa hả? Tính gì thêm? Là tính thêm cái gì? Thì ví dụ như lấy vợ nè. Bộ cha má anh không hối anh lấy vợ hả? Cha má tôi mất lâu rồi. Xin lỗi, em quên. Với lại tôi tính học xong cái đã, rồi mới tính mấy chuyện khác. Thôi, tôi có công chuyện, tôi đi nha cô. Ồ, anh Thuốc. Tôi đi nghe. Anh Thuốc. Người ta cố tình nói vậy rồi mà còn không chịu hiểu nữa. Cái đồ vô tâm. Tao sẽ đến đúng hẹn. Vậy cưới cô Hải hả? Ừ. Ủa, sao anh nói là anh không chịu lãnh nợ? Tới đó rồi mày biết. Cái gì mà lâu dữ vậy ta? Chờ gì mà chờ? Chờ từ sáng giờ, chờ như chó chực xương vậy á. Thôi tôi đi về trước à. Thôi tôi cũng đi về luôn á. Chị Tám. Ôi trời ơi, sao mà về sớm dữ vậy? Chờ một chút xíu thôi, lát nữa đàn trai đến rồi. Đến liền, đến liền. Đến gì mà đến? Tôi chờ từ sáng tới giờ á. Chắc là bên đó hủy hôn rồi đó. Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Ráng chờ chút xíu nữa thôi à. Thôi chị thông cảm tôi nha. Nhà tôi bận nhiều việc lắm. Thôi tôi về. Chị ơi, chị Tám, chị. Trời ơi, chú ở lại chút xíu đi chú, nghe. Chú biết rồi nhưng mà nhà có chuyện đột xuất gấp lắm, thông cảm nha. Nè, chú à. Trời. Nè, khoan về đã, ở thêm một chút xíu nữa thôi mà. Trời ơi, sắp đến rồi mà. Ủa? Về cái gì? Ủa, sao họ về hết vậy bà? Rồi giờ có dọn cơm lên không? Bà dặn con đúng giờ dọn. Bây giờ qua giờ hoàng đạo luôn rồi đó. Bị đuôi hả? Dọn cơm ra ai ăn? Sao tự nhiên mà giận cá chém thớt vậy? Ủa mà ngộ nghe. Đám hỏi sao thấy toàn hàng xóm không vậy? Không thấy bà con ruột thịt gì hết vậy bà? Thì đó. Vợ, ta thấy là nhà mình sa sút vậy nè. Đâu có ai thèm đến đâu. Sợ mình kể lễ rồi mượn tiền nên nó trốn mình như là trốn dịch vậy đó. Bởi thói đời nó như vậy đó bà ơi. Cho nên bây giờ mà cô Hai mà lấy chồng nghèo ha, là bà ngóc đầu lên không nổi luôn á. Nè gái. Dạ. Vợ, nếu như mà bà không có ngóc đầu lên được á, còn có bỏ bà đi không? Ý bà nói là bà túng quẫn không có tiền trả tiền công cho con á hả? Ý là vậy đó. Bỏ chứ. Ở đây làm gì? Bà đâu có tiền trả tiền công cho con đâu, lấy gì con sống? Con phải đi chỗ khác mừng ăn chứ. Vậy thì đi luôn đi. Nghe. Nhìn mày á tao ứa gan, tao đuổi mày đó. Đi lẹ. Nhưng mà lẹ lên. Dạ. Đúng là thứ ngu ngốc. Sông có khúc, người thì cũng có lúc. Chờ đi, chờ đến khi con gái tao lấy chồng giàu rồi hả? Tụi bay mà lên đến đây tao lấy tao chỗ cha tao quét tụi bay ra vậy đó. Mẹ. Con gái. Trời ơi, con đi đâu vậy hả? Trong phòng con thấy ngột ngạt quá. Con muốn ra đây hóng mát cho thoải mái. Trời ơi, đâu có được đâu. Hôm nay con là cô dâu xinh đẹp của má, đi lung tung vậy kỳ lắm con. Thôi, chịu khó vào nhà đi nè con. Đi. Mẹ. Gì? Nếu đàn trai người ta tới thì người ta đã tới rồi. Họ không tới đâu. Còn nói gì vậy? Không biết là đi đường có chuyện gì không nữa. Ủa? Sao giờ này vẫn chưa thay đồ giá con? Hả? Trời ơi, vô trong lẹ lẹ thay đi đồ con. Đồ chi nữa má? Gì? Ngày hôm qua con nhờ người qua bển thăm chừng. Người ta nói là họ không có chuẩn bị gì hết. Nhà cửa im re à, không có giống như là chuẩn bị làm lễ dạm hỏi gì đâu. Con nói thiệt chứ? Sao con không nói cho má biết hả? Con nói rồi má có tin con không? Rồi bây giờ chuyện này là thiệt á, thì má tính làm sao? Thôi, giờ vô phòng nghỉ ngơi chút xíu đi. Lát nữa đàn trai đến rồi, nghe lời má. Nghe. Ngoan nè, đi con, đi. Thank you.
Chú Ba. Chú định đi đâu vậy? Em đi đâu thì kệ em đi. Có phải là chú định chạy qua nhà của Hải đúng không? Ngoài chợ người ta đồn hôm nay là đám hỏi của Hải á. Đám hỏi thì sao? Hả? Bây giờ chú định chạy qua đó chú cản hả? Chú dám cản nổi không? Nhưng mà anh Hai, Hải nói chỉ ưng có một mình em. Em muốn qua hỏi cho ra lẽ là tại sao cổ lại phản bội anh Hai. Chú Ba, chú phải biết cô Hải nó không có giống như anh em mình. Cổ vừa xinh đẹp lại quen sống trong giàu sang. Người ta nói cho dù là bên ngoài có thay đổi như thế nào, nhưng cái cốt cách bên trong cũng sẽ không có thay đổi được. Cho nên cổ phải lấy một người chồng tương xứng với cổ. Vậy bây giờ em phải làm sao anh Hai? Chuộng giường của hai anh em á, em cũng đã bán đi hết rồi. Bây giờ mà mất Hải nữa thì em cũng còn gì hết anh Hai. Tri ân bất cầu báo, anh đã nói với chú rồi. Một khi làm ơn á là đừng có mong người ta báo đáp mình. Nhưng mà không lẽ để cho Hải đi lấy chồng anh Hai? Đành phải vậy thôi chú Ba à. Chú phải nghe lời anh nghe. Bác Đại ơi. Đây. Trời ơi, sao rồi? Cậu à, mời cậu ngồi. Ngồi xuống đi cậu. Chuyện lần trước tôi nhờ cậu, cậu hứa với tôi như là đinh đóng cột vậy. Nói là chắc chắn anh cậu sẽ về đây để mà làm lễ giảm hỏi với con gái tôi. Giờ sao hả? Trời ơi, tôi đã mời bà con chòm xóm đến dự đông đủ rồi. Vậy mà anh cậu không chịu về, làm tôi mất mặt quá đi à. Giờ sao? Anh cậu đâu? Dạ. Bây giờ sao? Có qua làm lễ không? Hay để con gái tôi đi tìm mối khác? Ủa? Vậy Hải có mối khác rồi hả? Hèn gì? Hèn gì là sao? Ý cậu là gì? Dạ, ý con đâu có gì đâu. Tại chính miệng bác nói Hải có mối khác rồi mà. Vậy thì khỏe quá. Dạ, xin phép bác con về nha. Nè, đứng lại. Cậu đừng có giả điên. Anh Hai cậu đâu? Ở Sài Gòn. Tại sao trên Sài Gòn mà không về đây? Con không biết nữa. Chỉ nghe anh báo là anh mắc lấy cái bằng diplom á. Lấy cái bằng diplom đó nó quan trọng hơn là cưới vợ hay sao? Quan trọng hơn chứ. Lấy vợ không được lần này thì lần sau lấy. Chứ mất cái bằng diplom là tiêu luôn á. Cậu đừng quá đáng nha. Chuyện cưới xin đâu phải là chuyện giỡn chơi. Hả? Nay cưới mai bỏ, đồ mất dạy. Anh con không phải đồ mất dạy nha. Anh con có bằng diplom luôn á. Chẳng qua anh con không muốn lấy con gái của ba tôi. Lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ môi tiền đàn ông à. Anh con đâu còn ngồi. Mày im đi. Ra khỏi nhà tao. Đi. Cha. Bà thấy nhục nhã chưa? Hả? Thì tôi đâu biết chuyện xảy ra như vậy đâu ông. Ủa, nhà hai bác có chuyện hả? Dạ con xin phép hai bác con về. Ủa, thằng quỷ đã đánh tao vậy? Mày tới đây làm gì? Hả? Tao có làm gì đâu. Tao tới đây tao tìm người để chơi thôi. Mà không ai chơi với tao thì tao về chứ. Ở đây chỗ mày chơi hả? Dạ con thấy bác. Còn có thể, có thể bỏ qua chuyện ngày này được không? Dạ được bác. Dạ được. Cha. Con có còn thương con Hải không? Dạ con lúc nào cũng thương em Hải hết á bác. Vậy thì
Còn mày Hương với má là con sẽ lo lắng cho con Hải suốt cuộc đời này có được không? Cha, ông mà ông được cái gì vậy mà? Bà im đi. Chuyện ngày hôm nay bà vẫn chưa sáng mắt sao? Bà, con hứa, con hứa sẽ thương em Hải suốt đời suốt kiếp, không bao giờ bỏ rơi em Hải. Nghe bác. Hải. Dạ. Con hứa, con phải nghe lời ba, không được cãi lời ba. Nghe không? Dạ. Hai đứa cố gắng sống hạnh phúc nghe. Cha. Cha. Ba. Ba. Đập nát căn nhà này cho tao. Không. Đừng. Đừng mà. Trời ơi, đừng, đừng. Đừng có lấy đồ đó. Làm ơn đây, đừng. Tôi xin ông đừng có phá nhà tôi nữa. Tôi xin ông mà. Bà không trả nợ cho tôi bằng tiền thì bà trả bằng cô gái của bà. Má ơi, ơi, má ơi, tôi ra, buông tôi ra, không đừng dùng đến con gái tôi ra, buông ra. Nè, ngoan ngoãn thì làm vợ một mình anh, còn không á, em sẽ làm vợ hết cả đám này. Má ơi, má ơi, ông đừng đụng đến con gái tôi, buông ra, buông ra, nó ra, má ơi, buông con gái tôi ra. Mày dám tán tao? Đừng đánh con gái tôi. Dám đánh tao hả? Mày thả con gái tao ra. Tao giết tụi mày. Tao giết tụi mày. Tao giết tụi mày. Tao giết mày. Ông ơi. Cha. Cha ơi. Cẩn thận nha. Tao. Tao giết mày. Cha. Tao giết mày. Ông ơi. Cha. Đừng đánh cha tôi nữa mà. Làm ơn đi ông ơi. Đừng đánh mà. Dừng tay lại. Bà ơi. Đừng con. Mày nhắm. Mày có đủ sức mày giết được tao không? Không. Giết đi. Giết đi. Con ơi. Giết đi. Hai. Không. Đừng làm mày. Không. Mấy người mày làm quá. Tôi sẽ liều chết ở đây. Lúc đó các người sẽ mang tội sát nhân đó. Thiếu nợ của tao mày không trả, giờ mày đem tính mạng mày ra mày hăm dọa tao hả? Mày có ngon thì mày chết đi. Tôi chết đi. Tao sẽ trả nợ cho cô. Mày trả nợ. Tiền mày đâu? Tiền đây. Cầm tiền rồi biến đi. Mày coi thử có đủ không? Dạ, chưa rồi đại ca. Mày em cái miệng mày đi. Gia đình bà cũng may mắn lắm đó. Đi tụi bay. Khoan đã. Cái gì nữa của em? Trả tiền rồi còn muốn theo anh nữa hả? Ông chưa trả giấy nợ cho má tôi. À. Tao quên. Giấy nợ đây. Người nào trả tiền, người đó giữ giấy nợ. Vậy đưa đây. Tao quên. Mày không biết chữ. Mình liều hồn mày đó. Đi tụi bay.
Cha, mấy thằng quý làm hết hồn mà. Cha, bà vừa lòng bà chưa hả? Bình tĩnh đi cha. Được mà bác. Cha. Ông bác. Cha ơi. Ông. Cha. Ông. Anh hai, nghỉ tay vô uống nước. Bán hết mấy công đất, anh hai có giận em không vậy? Có gì đâu mà giận. Nhà của Hải đang lâm nạn mà. Nếu là anh cũng sẵn sàng giúp đỡ cổ và gia đình cổ thôi. Trời ơi, mấy bữa nay em tưởng anh hai giận em đầu thúi ruột luôn á. Vậy là anh hai không giận em ha. Anh hai, còn chuyện này nữa. Hải nói là mang ơn em nhiều lắm. Cổ sẽ lấy em làm chồng đó. Vậy hả? Dạ. Cổ chịu lấy chú á là cổ đang mang ơn chú đó. Người ta nói tri ân bất cầu báo. Là sao? Mà thôi đi, chú cứ việc thương người ta hết lòng, biết đâu đến một ngày á cổ sẽ thương lại chú. Dạ đúng rồi anh hai. Bây giờ Hải chưa thương em, em thương Hải nhiều nhiều hơn nữa, bù qua sớt lại, vậy là huề đúng không anh hai? Thôi anh hai đói bụng phải không? Để em dọn cơm cho anh hai ăn. Hồi chiều nhờ cô Trúc hẹn Hải ra đây, rồi không biết cổ có chuyển lời chưa nữa. Ba nói đúng, đã thích ai thì phải nói ra thì người ta mới biết được chứ. Hải. Hải à, tôi ba Thành à. Là anh hả? Tôi kiếm Hải hồi chiều giờ luôn á. Có chuyện gì không? Tôi có chuyện này muốn nói Hải lâu rồi. Tôi để trong bụng hoài vậy, sợ tôi tức bụng tôi chết. Tôi thương Hải thiệt lòng. Tôi thương Hải thiệt á. Ở trong làng này tôi không để ý ai hết á, chỉ để ý mình Hải thôi. Tôi tự hứa với lòng rồi, suốt đời này tôi chỉ thương mình Hải thôi, chứ không thương ai hết luôn á. Hải hiểu cho tôi nghe. Tôi nói thiệt mà. Hải thương lại tôi nha. Tôi xin lỗi anh ba nha. Từ trước tới giờ tôi không nghĩ gì tới chuyện tình cảm hết. Hải cầm đi, Hải cầm đi. Không sao. Ông thích tại tôi thì thôi. Hải đẹp vậy mà. Hải không nghĩ là đúng rồi. Nhưng mà tôi sẽ chờ Hải. Chờ chừng nào mà Hải thương lại tôi thì thôi nha. Tôi xin lỗi. Hải chạy từ từ coi chừng té đó. Không sao, miễn Hải biết là mình thương Hải là được rồi. Vậy là thành công rồi.
chờ anh sáng giờ luôn á. Trúc chờ tôi hả? Mà có chuyện gì không? Trúc muốn nói là... Nói gì của Trúc cứ nói đi. Là Trúc thích anh. Trời đất ơi, sao cô Trúc vàng quá vậy? Thì mấy lần Trúc, Hải với anh đi hội làng, Trúc thấy anh nhìn nhìn Trúc mà anh không có nói, nên giờ Trúc nói luôn. Tôi đâu có nhìn Trúc, tôi nhìn Hải mà. Có mà. Nhưng mà tôi xin lỗi Trúc nha, tôi có người thương rồi. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, tôi đi làm nha. Anh Hai, anh Hai nhỏ. Ông à, ông ráng ăn miếng cháo, tôi có bỏ ít sâm quý vô đây nè ông. Ông ăn hết nha. Dạ không có còn tiền còn ba. Bà mua sâm cho tôi làm cái gì? Tôi không có mua. Bà không mua, ai cho bà đúng không? Bà nói tôi nghe thử. Ai vậy? Thì mấy đứa thích Hải nhà mình đó. Nè, ông làm cái gì vậy? Lúc mà nợ ngập đâu, chủ nợ tới đòi đốt nhà, đánh cả bà rồi đánh tôi, thì có thằng nào, có thằng nào lo cái mặt ra không? Hay là đợi cho thằng Ba Thành nó đứng ra nó trả nợ, thì lúc đó thằng này thằng nọ lui tới để mà gạ gẫm con Hải là sao? Tại vì tụi nó không biết. Không biết thì không có lỗi. Giờ tụi nó biết rồi cho nên đến đây để mà Hải chuộc lỗi rồi bù đắp lại. Giờ không lẽ hả, thằng Ba Thành nó trả nợ cho mình rồi, giờ mình phải gả con mình cho nó hay sao? Đúng vậy. Còn Hải mà gả cho thằng Ba Thành thì cái ơn đó cũng chưa chắc gì trả nổi đâu. Không dám đâu. Nợ tiền thì phải trả bằng tiền. Nó giúp mình trả nợ cho cái nhà này, sau này mình có tiền rồi thì trả lại cho nó. Chứ mắc gì hả, bắt con gái mình phải gả cho nó. Con gái của mình nó xinh đẹp quá mà. Giờ không lẽ hả, phải về làm vợ của nó, có khác nào bông qua lại mà cắm bãi cất trâu. Má, anh Ba Thành cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu má. Phải, nó không tệ, nó còn tệ 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 hơn cái chữ tệ nữa kìa. Không có nói nhiều. Tôi nói rồi, nhất định con Hải là phải gả cho thằng Ba Thành. Cha con ông điên thiệt rồi. Cha có sao không cha? Cha con ngủ á, má mới yên được đó. Ổng mà còn thức hả, càm ràm suốt cả. Con gái của má đẹp ghê nơi hôn, y má hồi xưa vậy đó. Chớ hồi đó thanh niên ở trên cái làng này á, xếp hàng dài dài và dài nè để mà hỏi cưới má. Cha của con mà không giàu có, không có của hả, sức mấy má ưng. Rồi tài sản của cha cũng bị má làm tiêu tan hết rồi đó. Má đâu có ngờ cha con chỉ có tài sản của cải của bà để lại, chứ chẳng có tài cán gì hết. Bây giờ má đã rút kinh nghiệm rồi. Mình á, có lấy chồng thì phải lấy chồng không những giàu có mà cũng phải là thiệt là giỏi. Giàu có để có tiền mà xài, thiệt là giỏi để có tiền xài hoài 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 hoài. Ý của má là má đã ưng ai được cho con rồi đúng không? Con gái của má đúng là thông minh. Má thấy cậu thức ở làng trên, ôi cũng được lắm đó con.
Được lắm là sao hả má? Má nghe người ta nói nha, cậu Hai Thức hả, vừa đẹp trai nè, vừa hả giàu có, lại học giỏi nữa. Trời ơi, mà cũng học cao lắm nha, ở đâu tuốt tuốt trên Sài Gòn lận đó. Còn với cậu Thức hả, đúng là trời xanh một cặp à. Như con với lại người đó chưa bao giờ gặp nhau, làm sao mà trời xanh một cặp hả má? Chưa gặp chứ đâu phải là không gặp, từ từ rồi sẽ gặp. À, nghe đâu hè này nè, cậu Hai Thức về đây để mà nghỉ hè. À, nếu mà được thì mình sẽ làm đám hỏi, rồi đám cưới tính sao. Nếu mà con muốn thì có thể đi với cậu Hai Thức lên Sài Gòn ở, má chiều. Má, làm vậy coi sao đặng? Gì mà coi không đặng. Nhà mình bây giờ không có bằng người ta, mà cậu Thức là mối tốt như vậy, mình phải hốt liền tay. Cậu Hai Thức mà về đây nè, mấy đứa con gái làng này á, nó không có để yên đâu. Má, nhà mình để cho anh Ba Thành trả nợ là con đã nhục lắm rồi. Bây giờ má kéo thêm anh Hai Thức gì đó vô, con không biết sống làm sao nổi nữa. Làm gì mà không sống nổi hả? Má thấy Thức á, có gì có điểm gì mà con không ưng chứ. Nó cũng chịu về đây để mà cưới con rồi mà. Anh Thành là ân nhân cứu mạng mình. Nếu như không có ảnh thì mình đâu có sống đến giờ này. Nên dù có chuyện gì xảy ra, mình nhất định cũng chỉ làm vợ ảnh thôi. Mình nợ tiền thì phải trả bằng tiền, chứ đâu có phí thân mà hả, đi lấy một thằng thất học vừa nghèo nàn mà vừa xấu xí như nó. Mày muốn nói gì nói đại đi Ba Thành. Mày nhìn tao như vậy hoài, rượu ngon cũng thành đắng nhát luôn. Nhìn cái mặt là không ưa. Mày biết nhà mày là bá hộ, chiếm đất cho nên mới giàu kết xù được như bây giờ không? Ai mà không biết. Nhưng mà chuyện đó lâu rồi. Nhưng mà cho dù nhà tao là bá hộ bị tật, tao bây giờ tao cũng là nghèo kiết xác, mày thấy không? Bao nhiêu tiền của đổ cho hả anh Hai tao đi học trên Sài Gòn hết trơn rồi. Thì đáng, tao thích gom chung nói gì được không? Mày với anh Hai mày không phải anh em hả? Đừng nói với tao á là mày người dân nước lã rồi lụm về ở đợ nghe. Thì tao y chang ở đợ nè. Tao là con bà nhỏ, ổng là con bà lớn. Bao nhiêu tiền của thông minh là đổ về ổng hết trơn hả? Tao y như say giặt trong nhà. Nhưng mà thôi giờ ba má tao chết rồi, mày nhắc tao cái gì vậy? Thì nhắc cho mày nhớ, mày cũng đáng lắm. Đáng vậy gì? Là mang tiếng con bá hộ mà mày cũng khổ thiệt hả? Thì giờ ổng bả mất rồi, coi như tao mồ côi đi. Nó cũng con nhà giàu mà hoàn cảnh cũng giống anh em nhà mình quá ha. Nó không có tốt lành gì đâu anh Hai. Nè, bữa nay là nhậu bữa cuối nghe. Bữa sau á đừng rủ anh Hai tao nhậu nữa. Ổng học hành đàng hoàng chứ không phải nhậu bê tha như mày đâu. Nhà tao con mình ổng là ngon lành thôi đó. Mày có hơn gì tao đâu, bài đặt khuyên lơ người ta. Trời ơi, tao nói còn cãi nữa. Mày tin tao giọng như mỏ máu không không? Chú Ba, thôi đi mà. Thôi uống đi. À, hai anh Hai không? Hai anh Hai chịu uống kìa. Để anh Hai tao nghe. Anh Hai, em mời anh Hai. À, sao bà thích uống cà phê quá vậy? Đó là thói quen của tôi mà. Hôm nay hái được nhiều sen đẹp ghê á. Ê, bà, anh Thức. Anh Thức, tôi nói với bà kìa. Hả? Chị ơi, chị ơi, chị có sao không? Đây nè, để tôi đỡ chị dậy nha. Chị có sao không? Tôi không sao. Chị à, chị cầm lấy một ít tiền nghe, mua cái gì tẩm bổ đi. Chứ tôi thấy mặt chị xanh xao quá à. Cảm ơn cậu. Chiều rồi chị về đi nghe. Tôi đi à. Anh Thức, anh Thức, anh Thức.
Ủa, cô Trúc. À, sao tự nhiên đang học trên Sài Gòn mà anh về đây chi vậy? À, tôi về quê nghỉ hè. Nghỉ hè thôi hả? Ừ. Không tính thêm gì nữa hả? Tính gì thêm? Là tính thêm cái gì? Thì ví dụ như lấy vợ nè. Bộ cha má anh không hối lấy vợ hả? Cha má tôi mất lâu rồi. Xin lỗi, em quên. Với lại tôi tính học xong cái đã, rồi mới tính mấy chuyện khác. Thôi, tôi có công chuyện, tôi đi nha cô. Ồ, anh Thuốc. Tôi đi nghe. Anh Thuốc. Người ta cố tình nói vậy rồi mà còn không chịu hiểu nữa. Cái đồ vô tâm. Cậu ba dùng bữa. Trời ơi, ban tiệc bự như vậy chắc chắn là thiết đãi để gả hải cho mình đây. Hiền lành lại gia đình giàu có thì chắc chắn trong làng mình là lựa chọn số 1. Dạ, mời cậu ngồi. Trời ơi, cái mâm cơm này á, tôi nhờ mấy cái ông đầu bếp á nổi tiếng ở tận Sài Gòn lẫn đó làm đó cậu ba à. Cậu ba dùng thử coi có vừa miệng không nha. Dạ dạ. Những lúc như thế này thì mình phải bình tĩnh, chứ hãy mà thấy mình ham ăn hút uống không ưng mình nữa thì coi như mất mối ngon. Cậu thấy sao? Thường thôi bác. Những thứ này anh hai thức của con thường xuyên gửi từ Sài Gòn về. Ăn không hết toàn đem bỏ không đó. Anh của cậu à, là cậu thức đó hả? Dạ đúng rồi, anh con là anh hai thức á. Nhưng mà ảnh không có dễ thương bằng con đâu. Khó tánh lắm. Dạ không? Chẳng hay hôm nay bác kêu con qua đây có chuyện gì không? Có chứ. Dạ. Tôi tính bàn về chuyện cưới xin của con Hải nhà tôi đó. Dạ. Không ngờ ăn chơi từ nhỏ tới lớn tự nhiên trợ độ cho cô vợ xinh nhất làng. Dạ. Thật ra con cũng nhiều mối lắm á. Nhiều mối kệ cậu. À mà nè, nghe nói là cậu Hải Thức ở trên trển á, sống có một mình à. À, nghe đâu nhiều người làm lắm phải không? Ủa sao tự nhiên hỏi chuyện anh hai của con? Ý bác là sao? Tôi mời cậu sang đây á là tính bàn chuyện con gái của tôi, con Hải, với anh hai của cậu là cậu Hải Thức đó. Trời, tưởng trời độ mình, ai ngờ độ anh hai Thức. Thật ra anh còn khó tính lắm. Làm vợ của anh là không có dễ đâu. Anh có rất là nhiều người làm. Một người thì dọn dẹp nhà cửa cho anh, một người thì pha cà phê cho anh, mà một ngày anh uống gần 10 ly cà phê luôn á. Ôi trời ơi, cậu nói quá. Làm gì mà ngày uống 10 ly lận. Hỡi uống vậy ép tìm lắm đó cậu à. Uống không hết thì bỏ. Ảnh khó tánh lắm.
pha cà phê mà nóng quá ảnh cũng bỏ, pha nguội quá ảnh cũng bỏ, ngọt quá cũng bỏ, lạc quá ảnh cũng bỏ, rồi cộng thêm á một người chuyên ủi đồ cho ảnh luôn, ảnh mặc toàn đồ lụa không à, không ủi là ảnh không chịu bận, ảnh khó tánh lắm, chỉ có mình con là dễ tánh hà. Ôi hay quá nè, hôm nay á tôi nhờ cậu sang đây á là có chuyện muốn nói với cậu đó. Chuyện gì? Đây, nhờ cậu đưa bức thư này cho anh hai của cậu, cậu hãy thức giùm tôi nha. Con nói muốn hết nước miếng luôn mà bác cũng quyết định gửi thư cho anh hai của con. Anh hai con khó tánh lắm á. Thôi được rồi, con quyết định hy sinh hạnh phúc của con đó. Ủa là sao? Con tưởng bác kêu con qua đây đãi con ăn thịnh soạn để ép con lấy con gái của bác. Đâu có. Thôi được rồi, con hy sinh hạnh phúc thì bác phải bù đắp cho con chứ. Hiểu rồi. Đây, của cậu nè. Vậy bây giờ con ăn được chưa? Mời cậu dùng bữa. Dạ. Những gì? Không là con rể nên con không giữ kẻ nữa. Wow, không biết khi nào mình mới có được ngôi nhà bự như vậy ta. Chắc kiếp sau quá. Làm gì lâu quá vậy ta? Ủa? Sao không dưới quê luôn đi? Lên đây gặp tao chi vậy? Khát nước quá à, cho uống miếng nước đi. Tự nhiên đi. Ngon quá. Ê. Hả? Ừ. Sao có chuyện gì? Nói đi. Có con gái nhà lành hỏi cưới anh á, anh chịu không? Từ hồi đó đến giờ chỉ có đàn ông đi cưới đàn bà, chứ làm gì có chuyện đàn bà con gái đi cưới chồng đâu. Không, không. Cái này không phải là mang cầu cao qua hỏi cưới, mà người ta ướm ướm thử thôi á. À, anh chịu không? Mối tốt không? Mối tốt là sao? Vừa đẹp nè, vừa giàu có nè. Ừ, đẹp mà giàu nữa. Mày chẳng biết bao giờ mới khôn lên được. Vừa giàu mà vừa đẹp á, thiếu gì mối tốt, đâu có đến lượt tao. Thật ra đẹp thì đẹp, giàu thì cũng có giàu, nhưng phá sản rồi. Nhưng mà anh gặp người ta một lần thôi, bảo đảm anh mê liền. Tao mê tiền, mê danh, không có mê gái nha. Nè. Cái gì vậy? Thư của đàn gái gửi cho anh. Kẹt thiệt quá. Ba bắt anh chịu cái món này giùm con nha ba.
con cảm ơn ba. Thời buổi này ba mẹ rao bán con cái trắng trợn vậy đó hả? Không, không có rao bán, chỉ giới thiệu thôi. À, anh ưng thì ưng, không ưng thì cũng ưng. À, không, không ưng thì đừng ưng. Giờ tao hỏi thiệt nha, bà trả mày bao nhiêu tiền để mày cầm lá thư này lên cho tao? Trả có chút xíu à. Không, đâu nhận tiền bạc gì đâu, tôi chỉ làm phước cho người ta thôi chứ không có nhận tiền. Tao rành mày quá mà, nào giờ mày có làm phước cho ai đâu. Trên mặt của mày á chỉ có một chữ tiền thôi, đáng lẽ ba má đừng đặt tên của mày là Hạp, tên Tiền mới là đúng. Thì đáng lý ra ba má cũng không nên đặt tên anh là Thức, đặt tên là Thích đi, hai anh em là Thích Tiền. Vậy mới hào. Mệt mày quá. Mà nè, trong thư bà nói con gái của bà đẹp nhất làng, truộng giường cò bay thẳng cánh, có đúng vậy không? Thì có cái đúng, cũng có cái sai. À, cái này là sai nhất nè. Cái đúng là như vậy, con gái bà đẹp thiệt, đẹp nhất làng luôn, thậm chí là đẹp nhất xứ Nam Kỳ. Còn cái sai á, cái gì? Ruộng giường cò bay thẳng cánh á, không dám đâu, cái đó hồi xưa rồi. Còn bây giờ á, con cò đặt một chân xuống đất á, không biết có đặng không nữa. Sao vậy? Thì tiêu xài quá đổ nợ. À, tháng trước nè, chủ nợ tới đòi nợ, đòi đốt nhà luôn. Cũng may á, có thằng Ba Thành đứng ra trả nợ giùm. Ba Thành? Ừ. Giờ nó giàu dữ vậy sao? Giàu thì không có giàu lắm, nhưng có miếng đất ông bà để lại. Thằng mày ngu thiệt á, có miếng đất tự nhiên đem đi bán trả nợ cho ông ta. Không, mà công nhận con Hải đẹp thiệt nha, trai làng á bu trước nhà nó rần rần luôn. Nhưng mà sao bà không gả con gái của bà cho thằng đó để mà đợi nước? Bà đâu có ngu, con gái của bà đẹp như tiên luôn, tự nhiên gả cho cái thằng chữ bẻ đôi cũng không biết. Anh nếu thương á, anh hốt bả luôn đi. Mày nói gì vậy? Quên, hốt con gái bả luôn đi, vừa được tiếng làm ơn cho người ta, vừa được gái đẹp nữa. Còn thằng Ba Thành á, ngu đáng chịu. Cưới được vợ đẹp rồi lãnh luôn cái nợ hả? Thằng Ba Thành lãnh nợ hết rồi. Tao thì tao không tin, tao nghĩ là bả mướn thằng Ba Thành làm chuyện đó để cho người ta tưởng là bả trả hết nợ rồi, rồi nhào vô lấy con gái của bả, rồi sập bẫy luôn. Mày có hiểu không? Không, tôi ngu lắm, tôi không có hiểu. Thôi giờ vậy, mày về mày nói với bả là tao sẽ đến đúng hẹn. Vậy cưới con Hải hả? Ừ. Ủa, sao anh nói là anh không chịu lãnh nợ? Tới đó rồi mày biết. Thôi được rồi, tới giờ rồi, mày đi về đi. À, về nha. À, khoan đã. Gì nữa? Mày phải làm chuyện này cho tao. Chuyện gì? Rõ chưa? Dễ ẹt hả? Tới làm được. Ừ. À, làm xong nhớ thưởng cho tôi nha chưa? Tất nhiên rồi, về đi. Em về nha anh hai. Định lợi dụng thằng này hả? Đâu có dễ dàng vậy được. Chà, ngon quá bác. Quên. Nói nãy giờ mà con quên. Đây là lụa quý hiếm, con gửi biếu. Không, của anh con gửi biếu bác và em Hải. Dạ. Đó, nhiều lắm đó. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Mà nè, còn vụ kia làm sao? Vụ kia làm sao? Bác cho con, không lẽ bác đòi lại hả? Trời ơi, cậu nói nhỏ nhỏ thôi, ông chồng tôi không nghe thấy được thì. Ủa, sao nói nhỏ nhỏ?
bộ bác trai không ưng anh hai con hả? Không, không có, ưng lắm. Chỉ là bây giờ ổng bệnh, trong người khó chịu, khó ở lắm. Cậu ba nè, cậu hai có nói là khi nào về đây coi mắt con Hải không? Khỏi, khỏi, khỏi đi, khỏi đi. Hả? Khỏi hả? Dạ, không, ý con là sắc đẹp của con gái bác á, là từ làng trên đến xóm dưới ai cũng biết hết trơn á. Coi mắt chi mắt công. Anh con còn nói nè, rằm này là về làm lễ hỏi luôn. Rằm này đó hả? Về làm lễ hỏi? Bộ không được hả bác? Vậy con nói anh hai con dời ngày lại nha. Đâu, được, được lắm, càng sớm càng tốt. Vậy hả? Lời nói của anh hai con là chắc như đinh đóng cột. Anh hai con còn nói á, bác với em Hải là đợi ngày anh hai con về là làm lễ hỏi luôn nha. Ôi, được, làm lễ hỏi, rằm này làm lễ hỏi. Dạ, con thưa chuyện xong rồi. Dạ, con xin phép bác con về nha. Dạ, cậu về cẩn thận nghe. Bác con về. Dạ. Ôi trời ơi. Má, má đừng có làm như vậy. Má đem hết cái này trả cho người ta đi. Má làm vậy khó coi lắm má. Khó coi á? Thì đừng có coi, má đâu có mượn. Má, dù gì con cũng đã có đến ước với là anh Ba Thành rồi. Mình ăn nói vậy là ăn nói hai lời đó má. Con nói không được á thì cứ để má nói. Mọi tội lỗi cứ để má gánh hết. Còn đó, con cứ việc xách cái gia ly về làm dâu nhà giàu là được. Má, con không thể nào làm như vậy được đâu. Tại vì thằng Thành nó ngu, nó dại gái nữa. Trời ơi, chứ ai có cầu xin hay là hả bắt nó làm mấy cái chuyện này đâu. Còn đó, con cũng ngu lắm con à. Nợ tiền thì phải trả bằng tiền, có ai trả bằng tình đâu hả con. Má, má trả cho người ta đi mà. Má, má. Chờ gì mà chờ? Chờ từ sáng giờ chờ như chó chực xương vậy. Thôi tôi đi về trước à. Thôi tôi cũng đi về luôn á. Chị Tám. Ôi trời ơi, sao mà về sớm dữ vậy? Chờ một chút xíu thôi, lát nữa đàn trai đến rồi. Đến liền, đến liền. Đến gì mà đến? Tôi chờ từ sáng tới giờ á. Chắc là bên đó hủy hôn rồi đó. Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Ráng chờ chút xíu nữa thôi à. Thôi chị thông cảm tôi nha. Nhà tôi bận nhiều việc lắm. Thôi tôi về. Chị ơi, chị Tám, chị. Trời ơi, chú ở lại chút xíu đi chú, nghe. Chú biết rồi nhưng mà nhà có chuyện đột xuất gấp lắm, thông cảm nha. Nè, chú à. Trời. Nè, khoan về đã, ở thêm một chút xíu nữa thôi mà. Trời ơi, sắp đến rồi mà. Ủa? Về cái gì? Ủa, sao họ về hết vậy bà? Rồi giờ có dọn cơm lên không? Bà dặn con đúng giờ dọn, bây giờ qua giờ hoàng đạo luôn rồi đó. Mày đuôi hả? Dọn cơm ra ai ăn? Sao tự nhiên mà giận cá chém thớt vậy? Ủa mà ngộ nghe,
Đám hỏi sao thấy toàn hàng xóm không vậy? Không thấy bà con ruột thịt gì hết vậy bà? Thì đó, vợ, ta thấy là nhà mình sa sút vậy nè, đâu có ai thèm đến đâu. Sợ mình kể lễ rồi mượn tiền, nên nó trốn mình như là trốn dịch vậy đó. Bởi thói đời nó như vậy đó bà ơi. Cho nên bây giờ mà cô hai mà lấy chồng nghèo ha, là bà ngóc đầu lên không nổi luôn á. Nè cái. Dạ. Vợ, nếu như mà bà không có ngóc đầu lên được á, còn có bỏ bà đi không? Ý bà nói là bà túng quẫn không có tiền trả tiền công cho con á hả? Thì ý là vậy đó. Bỏ chứ. Ở đây làm gì? Bà đâu có tiền trả tiền công cho con đâu, lấy gì con sống? Con phải đi chỗ khác mừng ăn chứ. Vậy thì đi luôn đi. Nghe. Nhìn mày á, tao ứa gan, tao đuổi mày đó. Đi lẹ. Nhưng mà lẹ lên. Dạ dạ dạ. Bà nhớ đó. Dạ dạ. Đúng là thư ngu ngốc. Sông có khúc, người thì cũng có lúc. Chờ đi, chờ đến khi con gái tao lấy chồng giàu rồi hả? Tụi bay mà lên đến đây tao lấy tao chỗ già tao quét tụi bay ra vậy đó. Mẹ. Con gái. Trời ơi, con đi đâu vậy hả? Trong phòng con thấy ngột ngạt quá, con muốn ra đây hóng mát cho thoải mái. Trời ơi, đâu có được đâu. Hôm nay con là cô dâu xinh đẹp của má, đi lung tung vậy kỳ lắm con. Thôi chịu khó vào nhà đi nè con. Đi. Má. Gì? Nếu đàn trai người ta tới thì người ta đã tới rồi. Họ không tới đâu. Còn nói gì vậy? Không biết là đi đường có chuyện gì không nữa. Ủa? Sao giờ này vẫn chưa thay đồ giá con? Hả? Trời ơi, vô trong lẹ lẹ thay đi đồ con. Đồ chi nữa má? Gì? Ngày hôm qua con nhờ người qua bển thăm chừng. Người ta nói là họ không có chuẩn bị gì hết. Nhà cửa im re à, không có giống như là chuẩn bị làm lễ dạm hỏi gì đâu. Con nói thiệt chứ? Sao con không nói cho má biết hả? Con nói rồi má có tin con không? Rồi bây giờ chuyện này là thiệt á, thì má tính làm sao? Thôi giờ vô phòng nghỉ ngơi chút xíu đi. Lát nữa đàn trai đến rồi, nghe lời má. Nghe. Ngoan nè, đi con, đi. Chú Ba. Chú định đi đâu vậy? Em đi đâu thì kệ em đi. Có phải là chú định chạy qua nhà của Hải đúng không? Ngoài chợ người ta đồn hôm nay là đám hỏi của Hải á. Đám hỏi thì sao? Hả? Bây giờ chú định chạy qua đó chú cản hả? Chú nhắm cản nổi không? Nhưng mà anh hai, Hải nói chỉ ưng có một mình em. Em muốn qua hỏi cho ra lẽ là tại sao cổ lại phản bội anh hai. Chú Ba, chú phải biết cô Hải nó không có giống như anh em mình. Cổ vừa xinh đẹp lại quen sống trong giàu sang. Người ta nói cho dù là bên ngoài có thay đổi như thế nào, nhưng cái cốt cách bên trong cũng sẽ không có thay đổi được. Cho nên cổ phải lấy một người chồng tương xứng với cổ. Vậy bây giờ em phải làm sao anh hai? Chuộng giường của hai anh em á, em cũng đã bán đi hết rồi. Bây giờ mà mất Hải nữa thì em cũng còn gì hết anh hai. Tri ân bất cầu báo. Anh đã nói với chú rồi, một khi làm ơn á là đừng có mong người ta báo đáp mình. Nhưng mà không lẽ để cho Hải đi lấy chồng anh hai? Đành phải vậy thôi chú Ba à. Chú phải nghe lời anh. Nghe. Bác Đại ơi. Đây. Trời ơi, sao rồi? Cậu, mời cậu ngồi. Ngồi xuống đi cậu. Chuyện lần trước tôi nhờ cậu, cậu hứa với tôi như là đinh đóng cột vậy. Nói là chắc chắn anh cậu sẽ về đây để mà làm lễ dạm hỏi với con gái tôi. Giờ sao? Hả?
Trời ơi, tôi đã mời bà con chòm xóm đến dự đông đủ rồi, vậy mà anh cậu không chịu về, làm tôi mất mặt quá đi à. Giờ sao? Anh cậu đâu? Dạ. Dạ. Bây giờ sao? Có qua làm lễ không? Hay để con gái tôi đi tìm mối khác? Ủa? Vậy Hải có mối khác rồi hả? Hèn gì? Hèn gì là sao? Ý cậu là gì? Dạ, ý con đâu có gì đâu. Tại chính miệng bác nói Hải có mối khác rồi mà. Vậy thì khỏe quá. Dạ, xin phép bác con về nha. Nè, đứng lại. Cậu đừng có giả điên. Anh hai cậu đâu? Ở Sài Gòn. Tại sao trên Sài Gòn mà không về đây? Con không biết nữa, chỉ nghe anh báo là ảnh mắc lấy cái bằng diplom á. Lấy cái bằng diplom đó nó quan trọng hơn là cưới vợ hay sao? Quan trọng hơn chứ. Lấy vợ không được lần này thì lần sau lấy, chứ mất cái bằng diplom là tiêu luôn á. Cậu đừng quá đáng nha. Chuyện cưới xin đâu phải là chuyện giỡn chơi. Hả? Nay cưới mai bỏ, đồ mất dạy. Anh con không phải đồ mất dạy nha. Anh con có bằng diplom luôn á. Chẳng qua anh con không muốn lấy con gái của ba tôi, lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ môi tiền đàn ông à. Anh con đâu còn ngu. Mày im đi, ra khỏi nhà tao đi. Cha. Bà thấy nhục nhã chưa? Hả? Thì tôi đâu biết chuyện xảy ra như vậy đâu ông. Ủa, nhà hai bác có chuyện hả? Dạ con xin phép hai bác con về. Ủa, thằng quỷ đã đánh tao vậy? Mày tới đây làm gì? Hả? Tao có làm gì đâu. Tao tới đây tao tìm người đi chơi thôi. Mà không ai chơi với tao thì tao về chứ. Ở đây chỗ mày chơi hả? Dạ con thấy bác. Còn có thể, có thể bỏ qua chuyện ngày này được không? Dạ được bác. Dạ được. Cha. Con có còn thương con Hải không? Dạ con lúc nào cũng thương em Hải hết á bác. Vậy thì con phải hứa với bác là con sẽ lo lắng cho con Hải suốt cuộc đời này có được không? Cha. Ông à, ông được cái gì vậy mà? Bà im đi. Chuyện ngày hôm nay bà vẫn chưa sáng mặt sao? Bác, con hứa, con hứa sẽ thương em Hải suốt đời suốt kiếp, không bao giờ bỏ rơi em Hải nha bác. Hải. Dạ. Con hứa, con phải nghe lời ba, không được cãi lời ba, nghe không? Dạ. Hai đứa cố gắng sống hạnh phúc nghe. Cha. Cha. Anh, em thua chuyện với anh được chưa? Tao đang bận tiếp khách, mày chờ chút đi. Chờ gì nữa? Thì tao nói mày rồi, tao tiếp khách xong rồi tao mới tiếp tới mày. Anh. Ừ? Ủa, ai vậy? Bạn gái của tao. Cô ở chơi từ tối qua tới giờ. Thì ra nãy giờ bắt tôi chờ là vậy hả? Thì tao đã nói với mày rồi, đợi tao tiếp khách xong thì tao sẽ tiếp tới mày.
Rõ chưa? Em trai của anh đó, kệ nó đi. Vậy mà cứ tưởng hối đợ. Mẹ anh, hôm qua tụi mình đang chơi vui vẻ, sao tự nhiên anh lôi em về vậy? Anh không sợ đó mẹ em giận hả? Thì thứ nhất là anh có việc bận, thứ hai á là trong đám bạn của em, ai cũng là nhân tình của anh rồi, có gì đâu lạ. Anh thôi, em chơi đủ rồi, em về nghe, hẹn gặp lại. Vậy ngày mai mình có đi vũ trường không anh? Thôi để ngày mai tính nghe. Em về ha. Vậy thì bây giờ anh hôn em một cái đi. Hôn em một cái em mới chịu về. Rồi. Em về ha. Cậu nhìn nó vô hình đi em. Người vô hình tôi không thấy. Em về nha. Bye em. Đi đường cẩn thận nha em. Làm gì vậy? Làm như lần đầu thấy gái vậy? Tôi ngạc nhiên vì tháng trước tôi thấy người khác, tháng này tôi thấy một người khác. Chỉ cần hai ngày trước mày ghé đây thôi đã gặp một cô gái khác rồi, cần gì tới tháng trước. Ôi, anh xài phí gái đẹp của anh hai. Tại tụi nó như một lũ thiêu thân bám vô tao thôi. Đúng rồi, chính vì anh mãi mê gái đẹp, anh gây ra chuyện lớn rồi anh hai. Chuyện gì? Anh gián tiếp làm chết người. Anh là đồ không đứng đắn. Anh là người ba xạo. Anh hứa về quê cưới con gái người ta, tại sao anh không về? Ba hại ở dưới quê ta làm đám ở rừng rạc luôn, không thấy chú rể đâu hết. Ông nhà vợ hùng của anh tức ối máu, ọc nghiêng một tô lăn đùng ra chết. Ông có bệnh sẵn, tự nhiên đổ thừa tao. Ông không có bệnh, tại anh làm ông chết. Anh hai, về cưới con gái nhà người ta đi anh hai. Tao đâu có ngu, bà lừa được mày chứ sao bà dụ dỗ được tao. Bà kêu mày lên đây nè, gặp tao, nói tao lấy con gái của bà rồi gánh luôn một đống nợ. Tao nói cho mày biết nha, tao đẹp trai, học giỏi chứ đâu có khùng. Anh hai, em lại anh hai, anh về anh lấy con gái nhà người ta đi anh hai. Em lại anh. Anh không cưới cũng được, anh muốn làm gì cũng được. Anh cho em tiền đi anh hai, em thiếu nợ quá trời, cho em tiền em trả nợ đi anh hai. Tao không có tiền, mày làm gì tao? Mới nghe nó đi vũ trường đó, lấy tiền đi vũ trường cho tôi đi anh hai. Tôi thiếu nợ quá trời luôn đó, anh cho tôi tiền đi. Tại anh á, anh làm tôi bể cái vụ này đó, anh đền tiền cho tôi đi. Thấy chưa, tao biết rõ con người của mày mà. Hả? Làm như muốn tốt cho tao lắm vậy. Lúc nào cũng anh hai ơi lấy vợ đi anh hai, anh hai ơi lấy vợ đi anh hai, để cho ba của đứa cháu nó giỏi tông đường. Mày gây nợ thì tự gánh nợ đi. Không, chết anh hai. Anh hai, anh hai. Bà ơi, anh hai không có tốt, nhất là đối với con đó. Bà bẻ cổ anh hai đi ba ơi. Trong hôn người ba cổ thương hơn thôi. Mày về đây tề tự trước mã mà. Để bà dưng về đây phù hộ cho anh. Xong chưa thầy? Xong rồi đó. Tôi xin phép. Rồi, xả tan đi con. Rồi còn về nữa, trễ lắm rồi. Xả tan liền như vậy thật là vô tình. Vô tình cái gì chứ? Chồng tôi muốn vậy đó, con tôi cũng phải đi lấy chồng nữa. Mau đứng dậy xả tan đi con. Cởi đồ ra lẹ lên. Mà gì? Vậy bây giờ con về nhà chồng con được chứ? Con gì nói gì vậy? Hả? Trước khi cha mất, cha đã nhờ anh Ba Thành sẽ chăm sóc và lo lắng cho con suốt đời. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ trở thành vợ của anh Ba Thành rồi. Con vừa nói cái gì vậy? Thằng Ba Thành đó hả? Con của má là con cành vàng lá ngọc mà đi lấy một cái thằng khao khố rách áo ôm vậy à? Hả? Con cưỡi đồ ra rồi á, về với má. Muốn lấy chồng á thì từ từ má kiếm một cái nơi nào đó đàng hoàng cho con. Những người đó, cưỡi đồ ra xả tan đi. Con đi nha má. Con đi đâu? Chờ má với. Nè, thằng
Lập kia, mày đến đây làm gì hả? Mình đi đi anh. Đi đâu vậy Hải? Em đi về nhà với anh. Nhà tôi. Hải nói thiệt hả? Nhưng mà mình đi đi. Đừng lại! Không được đâu! Đừng lại! Con không nghe lời má hả? Không được đi! Hải, vô đây. Vô đây tôi xách cho. Đi theo tôi. Đi theo anh. Đừng có ngại. Anh Hai, Hải về đây ở với em. Đi vô đây em. Vô đây. Mấy cái này tôi chuẩn bị cho Hải nè. Hải coi có thiếu gì nói tôi nha. Phòng này tôi Hải ở. Chú Ba, cô Hải, cô cứ ở phòng này nha. Nếu mà có gì không ổn á, cô cứ gọi chú Ba ở phòng ngoài vào giúp đỡ. Ủa anh Hai, nhưng mà chú Ba, anh Hai ra ngoài anh có chuyện muốn nói với chú. Đi ra đây. Hải chờ tôi xíu nha. Ủa cái gì vậy anh Hai? Hải chịu lấy em làm chồng rồi mà. Chú đã mang trầu câu qua hỏi cưới cổ chưa? Đã làm lễ gia tiên chưa? Đã có mâm cơm nào cúng ông bà chưa? Cái đó thì chưa. Nhưng mà em nghĩ Hải chịu thương em rồi về đây ở với em cũng được mà. Cổ đến đây là vì hoàn cảnh thôi. Anh thấy á, cổ chỉ đang cảm kích chú thôi, chứ chưa thật sự có tình cảm. Mà ngay lúc này á, chú mà ép cổ á, là sau này hai người không có hạnh phúc đâu. Vậy bây giờ em phải làm sao anh Hai? Chú đợi thêm một thời gian nữa đi. Anh thấy là nếu khi nào mà chú cảm thấy cổ có tình cảm thật sự với chú thì hãy nói chuyện vợ chồng với nhau. Nhưng mà biết khi nào mà Hải thương em ấy. Cứ ráng chờ đợi đi, thời gian sẽ trả lời. Thôi vậy cũng được đi. Để em coi Hải có cần gì em phụ quán nha. Trang trí tùm lum hết vậy. Đám cưới của ai vậy ta? Ủa anh Hai, anh Hai nhắn em gì gấp vậy? Hôm nay nhà mình anh muốn tạo bất ngờ cho chú. Bất ngờ? Ừ. Mà bất ngờ gì? Tụi mình họp cẩn. Họp cẩn là cái gì vậy? Họp cẩn là ngày thành hôn của chú với lại thím. Cái gì?
Đám cưới hả? Ừ. Thiệt không? Hôm nay em có làm mâm cơm để cúng bái ông bà nhân ngày trọng đại của tụi mình đó. À, tôi cảm ơn Hải nhiều nha. À, tôi mừng quá. À, mà Hải, lần sau đám cưới thì là đám cưới, chứ hợp cẩn tôi không biết gì hết trơn trọi á. Chú ba, thím á, sau này thím cứ nói những cái từ dễ hiểu chú ba chú mới hiểu. Còn chú đó, bây giờ vô trong thay đồ đi rồi ra làm lễ cúng ông bà nè. Anh đi nhanh đi. Thay đồ hả? Anh thay liền. Thằng này nó vậy á. Xin ông bà tổ tiên chứng giám cho lòng thành của con. Kể từ ngày hôm nay, con và anh ba Thành sẽ nên duyên vợ chồng. Con nguyện sẽ yêu thương và trung thành với anh ba Thành suốt đời suốt kiếp. Chú ba, chú ba. Dạ. Tới phiên chú khấn đó. Khấn cái gì? Thì chú khấn thưa chuyện với ông bà tổ tiên. À, trời, trời, biết khấn gì đâu. À, Hải, nhắc tôi con lại. Không được, cái này á phải là do chính chú khấn. Chú phải khấn từ tận đáy lòng con tim mình á. Con tim hả? Con tim đâu có biết nói chuyện đâu. Trời, Hải ơi, nhắc lại con lại đi Hải. Anh đã nói là không được. Cái này là phải tự chú nói mới được. Chú cứ nói đại đi. Dạ, em khấn đại nha. Ừ. À, dạ, dạ thưa ông bà tổ tiên, thú thiệt hôm nay con được lấy vợ, con mừng lắm ông bà tổ tiên. À, con hứa với ông bà tổ tiên, từ đây về sau á, con sẽ yêu thương vợ con, chăm sóc, nghe lời vợ con, rồi làm cho vợ con hạnh phúc, không để vợ con buồn. Được không bà tổ tiên? Ủa quên, được chứ anh hai. Rồi, được rồi. Dạ, dạ. Vậy con cảm ơn ông bà tổ tiên. Dạ, ông bà tổ tiên ơi, con có vợ rồi. Con có vợ rồi ông bà tổ tiên ơi. Vợ, vợ, vợ của tôi. Vợ. Nghĩ bà tức à? Sao con để người ta nói nhà mình là một nhà không có giáo dục? Con gái của má là một đứa con gái mất nết, chưa có cưới hỏi gì hết mà đi theo trai đi về nhà rồi hả? Mà sao má để má ra nông nổi như vậy? Tại vì nhà thằng Út khùng á, kêu con xe qua nói chuyện, cưới gả con cho nhà bên đó. Nói qua nói lại thành ra như vậy. Mà thôi, quên cái chuyện đó đi. Con à, nghe lời má về nhà đi con. Ở đây có sung sướng gì đâu. Nghe lời má về nhà, má tìm một cái nơi nào đó gả con cho mát mày mát mặt nghe con. Mát mặt giống như vụ ông Thức hả má? Cái đó đâu thể nào gọi là mát mặt, mà là xấu mặt rồi còn gì. Thằng Thức nó có số hưởng mà nó không hưởng được. Không có nó đó, thiếu gì đứa có tiền có của muốn nhào vô để mà thương con. Có ai thương con đâu má. Lúc mà gia đình của mình gặp hoạn nạn, có ai đưa tay ra giúp mình ngoài anh ba Thành? Ai mượn, ai khiến nó giúp đỡ? Nó cố tình nhào vô để mà xí phần đó chứ. Không có nó hả, thiếu gì đứa mà nhào vô để mà cưới con, thương con, lo cho con. Nhưng bây giờ con đã là vợ của anh ba Thành rồi, đâu thể nào thay đổi được đâu má. Không đúng, con chưa phải là vợ của thằng ba Thành. Con đâu phải là đứa dễ dãi đâu đúng không con? Nghe lời má, về với má đi mà. Con thấy tội nghiệp má sao? Giờ về nhà má cứ thui thủi một mình như vậy nè, buồn lắm đó con ạ. Con mà có về
má cũng đem gả con cho người khác, chứ con có ở nhà được với má đâu. Nhưng mà bây giờ thôi, má về nhà với má đi mà con. Bây giờ con phải đi ra sau bếp nấu cơm cho anh Thành rồi. Nè, cái gì? Nó bắt con phải nấu cơm cho nó nữa hả? Trời đất ơi, con là cành vàng lá ngọc của má, tại sao lại đi nấu cơm cho một thằng khốn rách ơ đi chứ hả? Con xin phép má. Nè, con. Chào bà. Tôi thấy là thím ba đang bận, chắc là không tiếp bà được. Nếu như bà rảnh thì mời bà ngồi chơi, còn nếu không thì... Khỏi đuổi. Nè, tôi không có muốn đến đây đâu. Chẳng qua là tôi chỉ muốn nói chuyện với con gái của tôi thôi. Tôi thấy là thím ba cũng đã trả lời bà rồi mà, bà còn muốn gì nữa? Ê mày, mày nghe cho rõ đây. Anh em của tụi bay rù quến dụ dỗ con gái của tao, tao sẽ thừa ra chính quyền để mà gông cổ tụi bay hết á. Vậy thì tôi cũng nói cho bà nghe. Thứ nhất là con gái của bà cũng đã lớn rồi. Thứ hai là con gái của bà và em trai của tôi đều có làm lễ gia tiên cúng bái ông bà đàng hoàng. Còn nếu mà bà cứ ép buộc con gái của bà lấy người khác thì đó là phạm pháp, là ở tù đó. Hù tao hả? Mà tôi sợ lắm sao? Nè, chưa có cái luật nào ở cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con cái mà phải vào tù hết á mày. Đúng vậy. Nếu dựng vợ gả chồng một cách minh bạch thì không có gì để nói. Còn đằng này á, bà coi con bà là một món hàng, đó là phạm pháp đó bà biết không? Một con gà mái nó còn biết xù lông trước chiều hâu để bảo vệ con của nó. Còn bà luôn coi con của bà là một món hàng đắt giá. Ai được giá cao thì bà bán. Bà nhìn lại đi, bà có xứng đáng là mẹ hay không? Tôi xin phép bà. Anh hai ơi, em có con rồi. Anh hai ơi, cảm ơn trời phật phù hộ, cảm ơn bà tổ tiên cho con có con, có thằng con trai luôn anh hai. Anh hai ơi, vậy mà hồi trước em tưởng Hải thương em chứ gì trả ơn, ai dè Hải thương em thiệt nên mới để con cho em anh hai. Trả ơn thì có nhiều cách để trả ơn mà. Thím ấy đã chịu lấy chú là thím ấy đã thương chú thật lòng rồi đó. Để anh hai. Rồi nè, chú đã nghĩ ra tên gì đặt cho con mình chưa? Dạ có chứ anh hai, em đặt rồi. Dạ con em tên là Chẩm. Chẩm? Dạ. Tại sao lại là tên Chẩm? Anh hai không biết gì hết trơn hết trọi à. Chẩm có nghĩa là vua đó. Đó mày, em coi mấy trong cái tuồng á, ông vua thường nói là Chẩm nói cho các khanh nghe nè, là một là Chẩm là chém chết luôn á. Hết thấy tên đó quỳ rồi này. Cái đó là Trẩm chứ không phải là Chẩm. Cái gì? Trẩm, T-R. Trẩm. Ừ. Chứ không phải là Chẩm hả? Thôi, Trẩm hay là Chẩm gì cũng được hết á. Tên miễn em có con là được nha. Anh hai về ăn mừng với em nha. Nha. Dây dầu cầu Giang Đông đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ủa, mình đi làm mới về rồi hả? Mình ơi, tôi có cái này tặng mình. Trời đất ơi, đẹp vậy. Tôi làm cả buổi luôn á. Đẹp quá à. Mình ơi, tôi cảm ơn mình vì đã sanh cho tôi một cái thằng con nó kháu khỉnh nè. Mình thích không? Thích chứ. Thích hả? Ủa, mình canh mẹ hung hoài luôn. Đã quá à. Cho ẩm cái nè. Trời đất ơi, mới đi làm về tay chân mình dơ quá. Mình đi ra sao rửa tay chân rồi hẳn vô ẩm con. Nhưng mà nhớ nó quá, xin nó hung nó một cái nha. Hung má mà hung con nó thiếu thiếu gì á. Thôi, hung cái thôi á nha. Trời ơi, thấy cưng nữa. Nè, sao chưa chịu ngủ nữa hả con trai của cha?
cha ru cho con ngủ nha. Mình biết ru không? Bữa nghe mình ru á là tôi biết rồi. Ru nè, coi nè. Thôi thôi thôi, để cha ru cho con ngủ nha. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gình khó đi. Khó đi là cha dắt mẹ con đi nha. Nhớ là đi hết cuộc đời với cha nha con. Trời như tôi ru không được. Má đây, coi kìa, nghe tiếng ru của mình cái là con khóc vậy đó. Ồ, má đây, má đây, má đây, má đây. Thôi để cha đi ra ngoài ăn cơm. Mẹ con, mẹ ru cho con ngủ đi nha. Thôi vậy, tôi đi ăn cơm nha. Mình đi lẹ đi. Cái này của cha tặng cho má nè. Ông ơi, ông có sao không? Là ông hả? Đây, dầu nè, ông xức vô đi. Chú Nhẫn. Anh hai thức. Ủa anh về khi nào vậy? Tôi mới về. Xe làm sao mà vẫn bộ vậy anh? Xe hư. Để em sửa phụ anh hai cho. Biết sửa không đó? Xe này tôi cùng mang ở bên Tây về, mắc tiền lắm đó. Anh cứ yên tâm đi. Lúc trước ở tỉnh á, mấy đứa bạn của em á có chỉ cho em sửa mấy cái xe này. Chứ lúc đó ở trên đó làm gì có tiền mà vô tiệm hả anh? Ủa vậy hả? Dạ. Chú Nhẫn nè, chú làm ở ty công chánh lâu chưa? Dạ em làm được 2 năm rồi. 2 năm mà vẫn làm chân chạy giấy tờ hả? Sao không học thêm lên để mà còn ngồi bàn giấy như người ta chứ? Em đâu có tiền đâu mà học lên hả anh. Muốn học lên á thì do mình thôi à. Nếu chú muốn á thì tôi cho chú mượn sách vở của tôi nghe. Mà tôi thấy chú chạy giấy tờ mà đi bộ không à, hay là tôi đề xuất với ty công chánh cho chú chiếc xe đạp để đi lại cho tiện, được không? Được vậy thì hay quá. Ừ. Em cảm ơn anh hai. Ủa, nhà chú khu này hả? Dạ, nhà em ở gần đây. À, chú có biết cái nhà ở xa xa có con rạch, rồi phía trước có ụ rôm nè, rồi cái chuồng bò ở kế bên, có thêm cái sàn nước nữa. Là nhà em đó anh hai. Ủa, nhà chú hả? Dạ. Vậy... Cái người phụ nữ ở trong nhà đó đó là em gái hay là vợ của chú vậy? Đó không phải vợ em mà cũng phải em gái của em, mà đó là em dâu. Cô ấy tên Hải, con của bác Đại. Ồ, thì ra là Hải. Cô gái xém chút nữa thành vợ của mình. Mình đâu ngờ cô ta lại đẹp đến như vậy. Anh thích. Hả? Có chuyện gì hả anh? Đâu có gì đâu. Em trai của chú có phải là ba Thành không? Dạ đúng rồi. À vậy là phải rồi. Ba Thành chơi chung với ba Hạp, mà ba Hạp á là em ruột của tôi. Vậy thôi được rồi, hôm nào rảnh á tôi ghé nhà chú chơi thăm chú với lại ba Thành luôn. Dạ. Vậy ha. Còn cái xe thì sao anh? Tôi đẩy ráng chừng cây số à là có chỗ sửa. Thôi tôi đi nha. Dạ.
nghe thằng Ba Hạp nói mà mình cứ tưởng là nó nói xạo không à. Không ngờ thằng này mười chuyện xạo, duy nhất có chuyện này là đúng mà. Trời đất ơi, sao mày ngu quá vậy Thức? Lẽ ra là mày lấy được Thiên Nga rồi, lại để sống vào tay một thằng thất phu. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Mời anh hai ăn, mời anh hai ăn. Em đói bụng quá trời rồi, em đói bụng quá trời rồi. Anh hai ăn cơm. Ồn quá à. Mấy giờ rồi mà mày đòi ăn cơm? Em không biết coi giờ. Có cái đồng hồ thôi mà không biết coi giờ là sao? Em biết coi đồng hồ, nhưng mà không biết coi giờ. Tại mấy con số trên đó em không biết. Khổ ghê vậy đó. Con nít trong xóm này á, đứa nào cũng có học hết. Có mình mày là mù chữ à? Ừ, đâu phải nít đâu. Em thấy có người lớn ở nhà nghèo không được đi học cũng mù chữ vậy. Ê, nhà mình đâu có nghèo đâu. Chỉ cái tội mày lười thôi. Tao gửi biết bao nhiêu tiền về cho mày ăn học, mày suốt ngày cứ bài bạc, có chịu học đâu. Thôi thôi thôi, đừng nói chuyện đó, anh nhức đầu lắm. Mình ăn cơm đi anh hai. Mời anh hai ăn cơm. Anh hai ăn cơm. Mà nè. Dạ. Mày nhớ bà Đại không? Bà Đại nào? Thì cái bà mà hồi xưa mày định mai mối con gái bả cho tao á. Nuốt. Nhớ hay không nhớ? Anh hứa lấy con gái người ta, anh không về, anh nói một lời đi. Đằng này hứa cho đã rồi không về, làm chồng bà Đại tức ói máu ọc 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 nguyên một thô rồi nè. Tới bây giờ em còn ám ảnh, không dám ăn cháo huyết luôn á. Mày nói nhiều quá. Bây giờ bà già đó ra làm sao? Bà giờ nghèo khổ lắm anh ơi. Tưởng đâu con gái đẹp gả bán cho nhà giàu được chút đỉnh tiền, ai ngờ gả cho thằng Ba Thành nghèo rớt mồng tơi luôn. Ờ, thôi tự nhiên nhắc tới bà Đại, đừng nói anh kết bà nha. Con gái bà đẹp không kết, tự nhiên kết bà già. Mày khùng hả mày? Tao chỉ hỏi vậy thôi. Tao muốn biết á, bây giờ bà sống ra sao? Bà hả? Hổ như con dầu mà làm cao lắm. À, đói á, qua nhà hàng con rể à, xin cơm, xin gạo ăn vậy nè. Đứa không chịu đi làm vậy đó. Vậy vậy còn con gái của bà giờ sao rồi? Đó, đây mới là cái vấn đề chính mà anh muốn hỏi rồi đúng không? Bài đặt hồi nãy vòng. À, cậu Hải á, tuy lấy chồng nghèo nhưng cuộc sống vui vẻ lắm. Em qua thăm anh Hải Nhẫn á, chơi với ảnh á, em thấy hoài. Hồi đó anh không lấy con Hải là anh sai lầm. Trời ơi, người đâu mà vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, người chịu khó. Nhà Ba Hành trước kia như cái chuồng heo á, lấy con Hải về không? Trời, nó chăm sóc chu đáo, tươm tất, nghèo đẹp ơi là đẹp luôn. Sao hồi đó mày không nói vậy với tao? Hồi đó mày nói với tao á, gia đình cổ á là nợ như chúa chổm vậy đó, mà còn bày đặt làm cao nữa. Tao mà về gia đình đó hả, tao ôm một đống nợ cho họ. Tôi nói rồi nào, cái đó là suy nghĩ của anh tự nói ra chứ bộ. Mà thôi, giờ con Hải nó có chồng có con rồi, anh đừng có tơ tưởng nữa. Có chồng thì đã sao? Thằng Thức này đang muốn á thì phải có cho bằng được. Anh đừng nói là kêu con Hải bỏ chồng nha. Con Hải chung thủy lắm á. Tao nào kêu cô Hải bỏ chồng. Tao kêu cô Hải á trở lại với chồng trước. Chồng trước con Hải lại? Ừ, là tao. Ủa, anh có cưới sinh hồi nào đâu anh là chồng trước. Cái ngày dạm ngõ anh còn không chịu về mà. Tao bận chứ bộ. Tao sẽ có lý do của tao. Lý do gì? Đây nè. Sao? Tao bị té xe. Vết sẹo này nè. Vết sẹo này là anh té xe từ hồi nhỏ mà. Chứ đâu phải lúc đó anh bị té xe anh không về được đâu. Lý do vết sẹo ai mà tin. Thà anh chọn lý do là anh bận ôm gái không về được, người ta còn tin hơn á. Ê mày, mày nói cái gì mày? Hả? Tao sáng mày bập tay bây giờ. Trời đánh tránh bữa ăn. Nãy giờ đánh hai lần luôn à.
hết rượu, hết mồi rồi. Vậy thôi, hết mồi, hết rượu rồi tao đi về. Ê, nữa. Tới lượt mày mua mồi, mua rượu, mà mày đòi giải tán đi về là sao? Tao hết tiền rồi. Mày tính tao đập cái cây mày không? Thôi, đang ăn nhậu vui, đánh đập gì ở đây? Nó không có tiền, nhưng mà thằng anh hai nó có tiền, nó về xin anh nó. Xin ổng không cho đâu, ổng cho đâu nhiều rồi, ổng không cho anh đâu. Đúng rồi, anh hai mày ổng không cho mày tiền đâu. Nhưng mà biết cách ăn trộm, đúng không? Nhà tao có cái gì trộm được, tao trộm hết trơn. Tại sao cười? Bộ không có rượu hay chưa hay bị không à? Nhà mày có một món đồ gia bảo. Đồ gia bảo à? Cái gì à? Ủa, thằng anh hai mày không nói cho mày nghe hả? Vậy là nó muốn độc chiếm rồi. Chắc chắn rồi. Ê, gì vậy á? Đồ gia bảo là cái gì mà anh hai tao muốn độc chiếm? Là một cây ba toan đầu chạm gồng. Tao nghe nói đó là đồ vua Tấn Phong. Ai mà giữ cái đó, con cháu giàu ba đời. Giàu sắc chết luôn nha mày. Vậy tao không phải con cháu nhà này rồi đó. Tại tao nghèo mẹt riệp mày ơi. Nhà tao có đồ gia bảo thiệt à? Tìm cái này phải không? Dạ. Ủa, anh hai, mày hết thuốc chữa rồi? Đi học không lo đi học, tối ngày tụ tập đàn đúng nhậu nhẹt với bạn bè xấu không à? Bữa nay còn định ăn cắp đồ gia bảo của dòng họ đi bán nữa chứ. À, đâu có đâu, em đâu có ý định ăn cắp đồ gia bảo đâu. Em thề luôn á, em mà có ý định ăn cắp cho xe đụng em đi. Xe nào đụng mày? Xe máy hả? Không,
xe ô tô luôn, đụng chết queo luôn. Không, vậy ghê lắm. À, em mà ăn cắp đồ gia bảo cho em tuyệt tự tuyệt tôn luôn, à, không có đứa nào chống cự luôn. Mày tuyệt tự chắc luôn, có đứa nào chịu lấy mày? À, em thấy được đồ gia bảo em thỏa mãn rồi, vậy xin phép anh hai em đi nha. Mày đứng lại đó, quỳ trước bàn thờ tổ tiên hết một nén nhang để sám hối. Tự nhiên quỳ hết một nén nhang, quỳ vậy là hư cái đầu gối em luôn á anh hải. Tao làm như vậy mày mới nhớ đời. Quỳ xuống. Tao để cái ba toan ở đây để mày nhớ tội lỗi của mày, rõ chưa? Anh hai, hay là cho em quỳ trước ba cây nhang này được không anh hai? Ba cây nhang này nó nhiều hơn một cây luôn á anh hai. Không được, ba cây nhang này cũ rồi. Nhớ nè, chưa hết nén nhang, chưa được đi ăn cơm. Nhớ chưa? Nhớ. Trời ơi, cái nhang dài thòng lòn vậy, biết khi nào mới hết đi trời. Vậy là mình quỳ có chút xíu à. Ở sao nó ngắn hơn ba cây kia ta? Hả? Có cấp à? Hẻ rồi, hẻ rồi. Quỳ thôi. Điên cộng, điên cộng. Không được, ổng có nhà, lấy phát hiện. Ăn cơm. Gì vậy? Em nghe nói anh hai mới được lên chức hả anh hai? Trời đất ơi, sao biết hay vậy mày? Anh thức, anh kêu tao về làm thư ký cho ảnh, không phải chạy giấy tờ nữa. Anh hai, anh có tiền không cho em mượn đi anh hai? Chứ sao em cần tiền buôn bán làm ăn á, mà buôn bán lớn mà em không đủ vốn, em khổ lắm. Chưa có lãnh lương mà tự nhiên đang nói công chuyện cái chuyển qua tiền bạc vậy? Anh hai biết sao, em buôn bán lớn á, cực chẳng đã mới mượn. Buôn bán hả? Dạ, dạ đúng anh. Buôn cua đúng không? Buôn cua là buôn gì? Em đâu có buôn cua đâu. Bầu cua á. Bậy, anh hai đừng có nghĩ bậy nha. Hồi đó giờ em không có dính vô bài bạc, em mà dính vô bài bạc cho bà bán em đi. À, không có, thiệt, cần tiền buôn bán thiệt chứ bộ. Nha. Vậy cũng được, nhiêu đây cũng đủ buôn bán rồi. Nhiêu đó mà buôn bán gì cha? À, không, trước khi buôn bán lớn thì em buôn cốc ổi mấy ghim mà. À, như đây cũng cốc ổi mấy ghim cũng được. À, cảm ơn anh hai nha. Em đi. Ê, khoan đã. Hả? Anh thức anh có ở nhà không vậy? Kiếm anh thức em chi vậy? Anh thức không có nhà. Anh thức đi qua nhà bà Đại rồi đó. Anh biết bà Đại mà. Bà Đại là má vợ của em trai anh á. Hả? À, vậy ha. Cảm ơn anh hai, em đi nha.
Đó, ba về rồi nè. Mình coi ba mua gì cho con nè. Đây. Quá, wow, con cảm ơn ba. Yeah, vui quá, vui quá. Mình, con nó đang ăn, mình làm giờ nó không thèm ăn luôn rồi nè. Ồ, vậy là tôi có lỗi quá rồi. Thôi, để tôi bắt nó về cho mình đút cơm tiếp ha. À khoan, để xin lỗi mình cái đã. Mình này kỳ thiệt á. Xích qua một bên. Con ơi, này nè, không chơi nữa, lại đây. Ba đút cho con ăn hết tô cơm này rồi mới được chơi nữa nghe chưa. Dạ. Trời ơi, vợ tôi thấy cưng chưa kìa. Về nhà mấy năm trời rồi nè, mà nó giống như con gái mới lớn, mới về nhà chồng vậy đó. Đụng cái là mắc cỡ, đụng cái là mắc cỡ à. Nè, mấy câu đó mai mốt không có được nói lớn nghe chưa. Em đã dặn rồi, người ta nghe được á, người ta cười chết đó. Dạ, tôi biết rồi mình. Con trai ha. Mà tôi nói cho mình biết nha, mình dặn tôi cái gì là tôi nhớ hết trơn cái trọi á. Giống như cái chuyện á, đi cầu cá tra đó. Mình dặn tôi á, là phải nói đi hái hoa đúng không? Ừ, mà mắc cười lắm. Mỗi lần đi hái hoa về á, mà không có con hoa nào hết. Nghĩ lại, mắc cười muốn chết luôn vậy đó. Mình nè, em thấy mình nên đi học chữ đi. Học tốt cho mình mà. Trời ơi, tự nhiên tôi có con trai lớn vậy rồi, bây giờ bắt tôi đi học chữ, ngồi với mấy đứa con nít nhỏ xíu, thôi tôi mắc cỡ lắm. Với lại mình thấy không, ở trong làng mình á, có mấy người biết chữ đâu. Anh hai mình nè, biết chữ, rồi cuối cùng á, rồi cũng đi làm chạy giấy tờ cho ty công chánh, có khá hơn được đâu. Nhưng mà trong tương lai, anh hai sẽ ngồi vào cái bàn giấy ở đó. Còn mình kìa, mình coi lại mình đi. Tôi sao? Suốt ngày cứ đi ra ngoài đồng ngoài ruộng, nắng mưa giải dầu như vậy, cực lắm luôn á. Tôi có cực bao giờ đâu. Sáng tôi ra vườn bắt sâu hái hoa, chiều tôi về tôi chơi với vợ con tôi, sướng thấy mồ luôn. Có gì đâu mà cực. Nói gì thì nói, biết chữ vẫn hay hơn chứ. Đây nè, từ cái chuyện đặt tên cho con, em đã kêu mình á là nói với người ta là đặt tên con là Trẫm. Trẫm là vua, là T-R. Còn đằng này, mình đặt tên con là Chẩm. Chờ âm châm hỏi Chẩm. Chẩm là cái gì? Cái đó lỗi đâu phải tại tôi. Tại mấy ông ở trển á, ông viết gì vô á, tôi đâu có biết đâu mà tôi đọc. Nói túm lại á, là bây giờ mình học chữ đi. Em sẽ dạy mình nha. Mình dạy tôi hả? Ừ. Cái gì vậy? Trời ơi, mình ơi. Sao nữa? Chết rồi. Sao vậy mình? Tự nhiên cái tôi muốn đi hái hoa quá. Chẩm ơi, con ngồi đây để má đút cơm cho con nha. Bà đi hái hoa một cái. Mình. Nè. Mình. Trời đất ơi, chú làm cái gì mà như ba đuổi vậy? Lần nào mà nó tới học chữ á là anh cũng đau bụng dậy hết á. Thím bà nói đúng đó. Chú rảnh á thì đi học thêm cái chữ để cho biết với người ta, rồi á được làm trong văn phòng nó khỏe hơn không? Anh hai nói hoài chán hả? Làm như dễ lắm bằng. Em á tối dạ, còn anh hai sáng dạ, học cái gì á cũng vô hết. Còn có em tối dạ, học chữ nào chữ nấy, đâu có vô đâu. Anh hai không nhớ hả? Hồi nhỏ anh hai kèm em từng chữ. Cuối cùng em có biết chữ nào đâu. Thì hồi đó không có cố gắng, bây giờ có gia đình rồi thì phải cố gắng lên chứ. Đúng không? Bây giờ rảnh đúng không? Đi vô anh dạy chữ cho. Đi. Anh hai, em cũng định cố gắng nè, nhưng mà em đau bụng quá anh hai ơi. Cho em để hái hoa cái nè. Mình, tôi đi nha mình. Đau bụng mà đi đâu ra ngoài đường vậy? Lần nào cũng vậy hết anh à. Chẩm ngoan, ăn hết cơm cho má nha. Ai đây? Dạ, con là Thức. Con chào bác. Thức nào? Dạ, con là Thức ở xóm trên, là anh của ba Hạp. Lúc trước bác có gửi thư cho con, lúc con còn ở trên Sài Gòn đó bác. Là cậu Thức đi sao? Dạ. Cậu vẫn chưa chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối đâu mò đến đây làm gì hả? Khi tôi chờ và cậu dài cả cổ cậu không tới, làm tôi mang tiếng cả làng cả xóm luôn vậy. Dạ, hôm nay con đến đây để xin lỗi bác và ghé thăm em Hải ạ. Cảm ơn. Tôi vẫn sống tốt,
Hải nhà tôi bây giờ lấy chồng giàu lắm, mỗi tháng gửi về cho tôi vài chục ngàn tôi xài không hết. Dạ, con xin phép bác, được nói vài lời được không ạ? Ai cấm gì cậu nói đâu. Con có chút quà muốn biếu bác. Thôi khỏi đi, không nghe tôi nói hả? Mỗi tháng con Hải nhà tôi nó gửi một đống quà cá, một đống tiền về tôi xài không hết, mắc gì lấy quà của cậu. Cậu về đi, về lo tìm mối nào tốt tốt á, tốt hơn con Hải nhà tôi mà lấy. Nghĩ mà tức chết đi được. Nó con nhỏ chưa có chồng á thì không thèm đến, giờ gả mẹ nó rồi tới đây làm gì? Trời ơi, sao mình ngu dữ vậy trời. Có chồng rồi lấy chồng khác, bỏ thằng đó. Ôi trời, bộ nó đi là đi thiệt sao trời ơi? Trời ơi, thiệt tình à, bộ nó đi là đi thiệt hay sao hả? Dạ. Tôi tính ra ngoài để hóng mát chút xíu. Cậu vẫn chưa đi sao? Sao quay trở lại đây làm gì vậy? Dạ, con có chút quà muốn biếu bác. Trời ơi, mày vẽ làm gì? Tôi đã nói rồi. Được rồi, mời cậu vô nhà nói chuyện. Dạ. Cậu vào nhà chơi. Dạ. Bác à, con xin phép biếu bác. Tôi không khách sáo đâu nha. Dạ. Mời cậu ngồi. Dạ. Cậu uống nước nha. Dạ. Cậu về đây chơi hay là có chuyện gì vậy? Dạ, con làm ở ty công chánh gần nhà, sẵn tiện con ghé đi thăm bác luôn. Ty công chánh hả? Dạ. Ở đó lương cao lắm phải không? Dạ. Cậu có gặp con Hải nhà tôi không? Dạ, hôm qua tình cờ con có ghé ngang nhà chú Ba Thành. Con có gặp em Hải à? Nó có nói gì với cậu không? Dạ không. Con nhỏ này dụng về hết sức vậy đó, lẽ ra phải mời người ta vào mời lấy nước chứ. Dạ không phải, tại em Hải không biết con là ai, với lại con cũng không tiện mở lời. Hôm nay con tới đây, con cũng định nhờ bác thu xếp một bữa nào cho con được gặp em Hải ở đây ạ. Ê, đâu có được. Hải là gái đã có chồng rồi, giờ kêu đi gặp trai sao được. Dạ, không gặp ở đây, gặp chỗ khác cũng được bác. Dạ, con chỉ muốn gặp em Hải để xin lỗi một tiếng thôi ạ. Đến gặp anh Hải để xin lỗi một tiếng thôi sao? Dạ. Không có ý gì khác à? Dạ, dạ không. Cũng được. Dạ thôi, con cũng bận công việc, con xin phép bác con đi về. Hôm nào con rảnh con ghé thăm bác. Nhớ ghé thường thường xuyên nha. Để tôi sẽ bày cách để mà gặp con Hải ha. Dạ, trong sự nhờ bác. Chị gái hả? Cô Hai. Chị mới tới. Để em rót nước cho chị uống. Thôi khỏi, không có ăn uống gì hết á. Tôi qua đây là có công chuyện. Công chuyện gì? Bà bị đau. Má tôi bị đau? Mà sao chị biết má tôi đang đau? Tôi gặp bà ở chợ. Trời đất, má tôi bị đau mà sao lại đi chợ? Là vậy, là tôi đi chợ. Tôi cũng gặp bà đi chợ, cái tự nhiên tôi thấy bà giả đạch vậy nè, bà lăn đùng ra rồi đó. Tôi sợ quá rồi, tôi đem bà về nhà rồi. Vậy sao không đem má tôi vô nhà thương giùm? Có chứ sao không. Tôi đòi đưa vô nhà thương, bà không có chịu. Bà nói là bà cần gặp cô gấp. Đi về bển với tôi nghe. Nhưng mà bây giờ anh Ba Thành với là anh Hai Nhẫn chưa có về nhà nữa. Trời ơi, cứ bỏ đi đại đi. Cái nhà nó còn y thinh ở đây mà, nó đâu có chân cản gì đâu mà cô sợ nó đi. Mà còn thằng Chẩm, em không có nhà, không có ai trông coi nó hết. Thì đem nó theo chứ có cái gì đâu. Ê, em bảo được. Đừng đem nó theo, mắc công bị bể đó. Bể cái gì chị? Không, ý là tôi nói là cô gửi nó đi. Thôi được rồi,
để tôi gửi thằng Chẩm bên nhà bà Tư hàng xóm, rồi tôi chạy qua bên bển với má. Gửi đi, gửi bà Tư liền đi ha. Dạ. Cô chạy về bển liền không thôi không kịp đó. Tôi về bển báo tin mừng cho bà biết. Cô về bển, cô thăm ha. Tôi đi nghe. Ủa kỳ vậy ta, sao má mình bị bệnh mà nhìn chỉ vui vậy? Anh Thành điếc đâu mà kêu giật người kia xuôi vậy? Thì muốn nói chuyện với anh nè. Tôi cô có gì đâu nói. Em thấy anh cực quá, cái gì mà đi vác lúa mướn, đi cắt lúa mướn, đi làm mướn, rồi ai mướn gì anh cũng làm, sao mà hãi nhà chơi không vậy? Thế kệ tôi nè, mà em thấy em thức. Nè, tôi không muốn nghe anh thức trước mặt tôi nha. Nhưng mà em không nói không được, tại em thấy ông đi qua nhà mẹ vợ anh á. Má vợ tôi thì là bà Đại đó. Anh đừng có nói anh không biết bà Đại là ai nha. Rồi sao? Coi chừng bà Hải cũng đang ở bển á, anh qua đi là bắt gặp bà tan liền. Cô nói thiệt không á? Qua đi biết. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà tôi có hẹn quay trở về đây để mà làm lễ dạm ngõ em. Ông nên quên cái ngày đó đi. Làm sao mà tôi có thể quên được? Cô biết không, không đêm nào tôi có thể ngủ được. Tôi cứ bị ám ảnh vì nó. Hôm đó tôi bị tai nạn, tôi đã bị gãy tay và gãy hai cái xương sườn nữa. Ôi trời, đó thấy chưa con, ngày đó người ta cũng chịu về trong cái lễ dạm hỏi chứ đâu phải là không chịu về đâu. Tại còn hết á, tự nhiên cái vụ vàng vàng đòi cưới chồng. Mà không sao, mình sẽ làm lại từ đầu. Ông kể mấy chuyện này cho tôi để làm cái gì vậy? Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về. Trời ơi, cái con nhỏ này. Chuyện lớn như vậy á, sao con không nói cho gia đình bác biết? Dạ thưa bác, bởi vì con không muốn gia đình mình lo lắng cho con, cho nên con có nhờ ba Hạp qua nói chuyện. Con lại không ngờ nó khờ khạo quá, nó nói làm sao á mọi người lại hiểu lầm con. Má để cho con về đi. Trời ơi, cái con nhỏ này, ai dạy con biết được sự gì hả? Đang ngồi nói chuyện với khách, tự nhiên đứng dậy về gan xương vậy hả con? Cũng lỗi tại bác, lẽ ra đó bác phải hiểu là con là một người lịch sự, đàng hoàng tử tế, cớ đầu là bác chuyện kỳ cục vậy. Mà thôi, chuyện đã qua rồi, mình cứ cho qua đi nha. Dạ, con cảm ơn bác. Hải à, tôi biết bây giờ mà tôi có nói gì thì cũng không thay đổi hoàn cảnh được. Chỉ mong cô hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi không đến nỗi quá tệ giống như là mọi người nghĩ đâu. Thôi thì tôi xin phép cô, cho tôi được bù đắp những thiệt thòi của cô, có được không? Tôi không có thiệt thòi gì hết, xin ông đừng nghĩ vậy. Nghe tôi nói hết đã. Tôi muốn bù đắp cho cô bằng cách, bằng cách chăm sóc cho bác gái, có được không bác? Bởi vì tôi biết rằng ba Thành, chú ấy không khá giả gì hết. Thưa ông, tôi xin lỗi, chồng tôi không khá giả, nhưng ảnh cũng qua đây giúp đỡ má tôi thường xuyên. Đây là trách nhiệm của hai vợ chồng tôi, mong ông đừng có bận tâm. Còn má nữa, lần sau má không cần phải giả đò bệnh hoạn như vậy đâu. Con và anh Thành sẽ sắp xếp thời gian qua đây thăm má thường xuyên. Con về nha. Hải Dạ, con cũng xin phép con về. Con chào ba.
từ lâu má cô đã không thích tôi rồi, cho nên cố gắng gán ghép cô với thằng Thức. Bây giờ tới cô chiều ý má cô, tính bỏ tôi hả? Mình bình tĩnh lại đi. Ngày trước má em có ngăn cản thì em cũng theo mình mà. Em đã là vợ của mình thì suốt đời em vẫn là vợ của mình, tới chết em cũng là vợ của mình. Vậy từ nay cô đừng gặp thằng Thức nữa. Cô hứa với tôi đi. Em hứa, kể từ ngày hôm nay em sẽ không gặp ông Thức nữa. Mình chịu chưa? Thôi, đi vô nghỉ ngơi đi. Hôm nay em có làm món mình thích nè. Bây giờ mình vô trong nghỉ ngơi, khi nào em nấu xong em gọi mình ra ăn nha. Mình hứa với tôi, mình nhớ giữ lời đó. Em biết rồi. Thanh. Cái gì nữa? Bà đừng có hỏi gì tôi hết á, tôi không có trả lời đâu. Ủa sao mày biết tao hỏi mày? Thì bà gặp tôi lúc nào không chuyện đó. Nhưng mà lần này tao không có hỏi mày nữa đâu. Nhưng mà tao chỉ thắc mắc á, là thằng Thức nó về đây á, không biết mày biết chuyện chưa? Thức nào? Thì cái thằng mà hồi đó hỏi cưới con Hải đó, rồi nó xù con nhỏ, làm cho tía nó tức ói máu chết đó. Thầy kệ nó đi, bà nói tôi làm gì? Nó vô nhà bà Đại, tao thấy rõ ràng như vậy đó. Mà tao nghĩ cũng lạ, thằng Thức á, với bà Đại á, nó có bà con dòng họ gì đâu. Mà mỗi lần nó về á, là nó tới thăm bà liền hà. Chắc có ý đồ đó mẹ ơi, thăm mẹ rồi sẵn giờ ngó con luôn. Ê cái thằng này, nó chưa kịp nói mà. Thanh, ông chú ba, chú đi làm mới về hả? Chú nhớ tôi không? Tôi học cùng trường với chú nè, học trên chú một lớp. Chú ba về rồi hả? Giới thiệu với anh Thức, đây là chú ba Thành, em trai tôi. Giới thiệu với chú, đây là anh Thức, là trưởng phòng trên tiệm cọc chanh chỗ anh làm. Chú ba, anh Thức thông cảm nha. Tính tình thằng em trai của tôi á, đôi lúc nó hồ đồ vậy đó. Anh đừng có để bụng nha. Với lại hình như là anh Thức có nhầm lẫn gì rồi. Thằng em trai tôi từ nhỏ tới giờ nó đâu có đi học. Ủa, vậy hả? Chắc là tôi nhầm. Lần sau anh Thức tới chơi nhớ báo trước để tôi có thể thu xếp cho nó chu đáo hơn. Thằng này nói vậy là có ý gì ta? Nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Chú Hai Nhẫn khách sáo quá à. Tôi tiện thể đi ngang qua đây ghé chơi rồi về liền à. Dạ. Anh Thức ngồi chơi nha, tôi xuống dưới có chút chuyện. Lại là ông. Hải. Tôi có mua quà cho thằng bé. Ông cầm những thứ này về nhà đi, con tôi không cần đâu. Kỳ Hải, sao Hải nói vậy? Đây là tấm lòng của tôi mà. Tấm lòng của ông thì tôi biết quá rõ rồi. Tôi nói một lần nữa, ông không cầm những thứ này về, tôi dục đó. Thôi được rồi, thôi để tôi về. Tôi về nghe Hải. Mời. Kệ anh ta đi thím ba.
Em cũng không hiểu tại sao ông ta lại vô liêm sỉ tới như vậy. Cũng có thể là anh ta muốn chuộc lại lỗi lầm trước đây của mình, nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa đâu. Thím ở nhà đi, tôi chạy đi tìm coi chú ba đi đâu. Dạ. Kỳ vậy ta, cô giận lên mình vẫn thấy cô đẹp. Uổng thiệt, phải chi lúc đó mình cứ về thử thì bây giờ đâu có lỡ hết như vậy. Cứu em anh hai ơi, anh hai ơi. Cứu em anh hai ơi. Có chuyện gì? Cứu em anh hai. Xem, hôm nay mày cũng trả hết lại cho tao, cắt cái thủ của mày. Em vốn nát, em ít học lắm. Anh cọp cắt nghĩa giùm em cái thủ là gì anh cọp? Cái thủ là ở trên cái cổ của mày á. Vậy có nghĩa là lấy cái đầu em ra luôn, nhưng mà lấy ra rồi là gắn vô không được đúng không anh cọp? Mày nói đúng rồi đó. Anh hai ơi, cứu em anh. Mày nợ tụi nó bao nhiêu mà để tụi nó kéo tới nhà tao hả? Có vài trăm anh hai. Vài trăm là 100 hay 900? Không, có 320 thôi, cộng thêm nợ cũ mới là 900 anh này. Bà vừa phải thôi nghe. Em không dám mặt em thiệt anh này. Bà cũng biết bao nhiêu đó là hơn nửa năm lương của người ta không? Tự lo đi. Anh này ơi, em biết anh này, đừng bỏ em chết anh này. Tụi nó giết em á, không phải đâu. Tụi nó dụ em, cho dù em có ngu á, em đánh bài cũng có một ván thắng. Nhưng tụi nó dụ em, tụi nó thắng em từ đầu đến cuối luôn anh này. Anh chứ mày không rồi em chết anh này ơi. Đã ngu còn chơi đánh bài. Thằng ngu ham bài bạc, thằng khôn ham gái. Mày trả trêu với tao đó hả? Đứng lên đi, chuyện riêng của mấy người từ từ mà xử. Bây giờ mày có trả đi cho tao không? Anh cứu em đi. Anh hai hãy làm điều gì cũng làm. Em làm trâu làm ngựa cho anh hai cũng được thầy. Cứu em đi, cứu em đi thầy. Mày vừa nói cái gì? Tao chưa có nghe. Nói lớn lên cho tao nghe con. Anh thấy con dao kề ngay cổ. Em nói lớn lên dao cứa nứt cổ em rồi sao? Anh ơi, em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh hai. Anh hai ơi, cứu em. Vậy thì được. Dạ đủ anh. Biến. Dạ. Đi tụi bay. Dạ em cảm ơn anh hai đã trả tiền cho em. Em xin phép anh hai em về. Mày chưa về được đâu. Lên trước bàn thờ tổ tiên, thắp 3 cây nhang cho tao. Ủa, nhang thắp rồi, thắp chi nữa? Vậy thì mày hứa trước bàn thờ tổ tiên 2 điều cho tao. Hứa 2 điều gì? Điều thứ nhất, tao bảo cái gì, tao sai cái gì, mày cũng phải làm theo. Hồi nãy em hứa em làm trâu làm ngựa cho anh hai ra đó. Điều thứ hai. Dạ, điều gì? Nếu như mày phản bội tao thì mày sẽ bị trời tru đất diệt. Ủa anh hai, anh là anh của tôi, anh trả nợ giúp tôi có mấy trăm đồng mà. Sao bắt tôi thề đồng vậy? Tôi không thề đâu. Mày không làm thì thôi, đâu có sao đâu. Tao sẽ đi gặp bọn giang hồ hồi nãy đòi tiền lại. Tôi làm. Quỳ xuống. Dạ thưa ông bà tổ tiên, con xin thề, con mà phản bội anh hai con cho bà bắn con đi. Không được. Sao không được? Mày phải thề là nếu như mày phản bội tao thì mày sẽ bị tuyệt tự, không con không cái, chết không được đầu thai. Cái gì anh bắt tôi thề độc dữ vậy anh hai? Tao làm như vậy thì mày mới chịu giữ lời. Được rồi, tôi nghe lời anh. Nhưng anh không được bắt tôi làm chuyện bậy bạ nha. Tôi không tha cho anh đó. Bây giờ mày làm không? Làm. Còn bà tổ tiên, con với anh hai của con cùng cha khác mẹ chung dòng máu phân nửa. Bởi vì anh hai con ăn hiếp con hoài,
Hôm nay con thề, con không được quyền phản bội anh hai con. Nếu sai lời thề, con bị tuyệt tự tuyệt tôn, đầu thai làm súc vật chứ không được làm người nữa. Ra đi. Chào anh hai. Ừ. Công nhận nhà giàu, anh em càng có máu lạnh với nhau ha. Mày nói như vậy là mày chưa bao giờ bước ra khỏi cái ao làng này rồi. Tao nói cho mày biết, mình không vì mình, trời tru đất diệt. Mày hiểu không? Dạ, anh hai nói phải chí lý. Ừ. Dạ. Cảm ơn anh hai đã cho em thêm. Anh hai càng đẹp trai càng sáng láng, càng rộng rãi càng hào phóng. Tụi bay đi. Ê khoan đã. Chuyện gì nữa anh hai? Mày quên trả lại tao số tiền nợ của thằng Ba Hạp mà hồi nãy tao đưa cho mày. Nhưng mà thằng Ba Hạp nó thua em thiệt mà anh hai. Số tiền này phải thuộc về em mới đúng chứ. Mày quên sao? Nếu không nhờ số tiền của tao đưa cho mày thì làm sao mày có cơ hội thắng thằng Ba Hạp số tiền đó? Ừ? Tao thuê mày mà. Còn đây là số tiền tao trả công cho mày. Hiểu chưa? Chưa hiểu hả? Thôi được rồi, mày không trả thì thôi. Lát nữa mày ra cổng nhà sẽ có người tiễn mày thay tao. Mà tao không chắc là mày sẽ toàn mạng đâu đó. Để em trả lại. Chờ đây anh hai. Đi tụi bay.